khẩu xích sắt trọng tải 2 tấn, cẩu 1 tấn, dài 3 khúc 3m8 nha anh em. Cẩu cái sườn phế liệu bán giờ Sóc Trăng. Phế liệu mà bán giờ tới Sóc Trăng luôn nha anh em. Rồi anh em nào đang cần cái xe cẩu này thì liên hệ cho em nha. Đó. Giá 6 đồng 2 nha anh em, giá 6 đồng 2.